Xin chào quý vị khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Ngày hôm nay em Hưng xin gửi mọi người mình tham khảo một ngôi nhà cấp 4, 3 mặt tiền giá rẻ tại Bình Dương, chỉ có mức giá là 950 triệu thôi ạ. Trên đất thì có hai ngôi nhà, hiện tại thì đang cho thuê. Nhà ở đây thì thuê mỗi tháng là rơi khoảng tầm là 2 triệu thôi quý cô bác anh chị ạ. Ngôi nhà này có 3 mặt tiền đường, hiện trạng đang là hai mặt tiền đường bê tông và một mặt tiền đường đất. Tuy nhiên, tuyến đường đất đó thì trong thời gian sắp tới này, tức là trong năm 2024 này thì sẽ đổ thành đường nhựa quý cô bác anh chị ạ. Ngôi nhà này tọa lạc tại địa chỉ xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có cái diện tích mặt tiền đường lần lượt 17.8, dài là 16.5. Có 100m2 đất ở nông thôn. Đất của chúng ta là quy hoạch là phun thổ cư. Đây là hình dáng quy hoạch đất ha quý cô bác anh chị ơi. Pháp lý là sổ hồng riêng. Hiện tại thì gia chủ đang gửi em Hưng bán với mức giá chỉ có 950 triệu thôi ạ. Nhà của chúng ta đây cách với khu này là trung tâm hành chính của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong đó có trường học, ủy ban, chợ, y tế, bưu điện. Đi thẳng theo tuyến đường này ra chỉ đúng trong bán kính là 300m thôi quý cô bác anh chị ạ. Nhà của chúng ta được cái là 3 mặt tiền. Hiện tại thì đang có 2 ngôi nhà và một ngôi nhà đang cho thuê, một ngôi nhà đang tu sửa. Chút nữa thì em Hưng sẽ quay cận cảnh chi tiết ở bên trong ngôi nhà để quý cô bác anh chị mình cùng tham khảo ạ. Ngôi nhà này hiện tại đang có cái mức giá rẻ nhất khu vực ở đây rồi ạ. Giá này là còn thương lượng ha quý cô bác anh chị ơi. Hai mặt tiền đường. Đường của chúng ta là đường thông. Hiện trạng đường ở đây là đường bê tông. Hai tuyến đường này đều có cái chiều rộng lòng đường là 6m. Khu vực dân cư rất đông. Đường này thì né ô tô thoải mái ha quý các bác anh chị ơi. Ở đây rất phù hợp để mọi người mình có thể là mua làm của hoặc là mua đầu tư trong thời điểm hiện tại. Dân cư đông đúc. Mặt tiền đường bê tông. Ba mặt tiền luôn. Trên đất thì có một ngôi nhà. Tính như vậy thì giá cực rẻ thôi ạ. Tổng diện tích của mảnh đất này là 311,6m2. Đất của chúng ta là phun hồng hết rồi. Cách với ủy ban, trường. Trường ở đây chúng ta có là trường mầm non, trường cấp 1, chợ An Linh, xã An Linh, công an An Linh. Và tất cả các mặt bằng kinh doanh buôn bán đa dạng ngành nghề ở đây. Cách với vị trí ngôi nhà này chỉ đúng trong bán kính là 300m thôi. Nếu mà di chuyển bằng xe máy chỉ đúng trong khoảng tầm là 3 phút di chuyển thôi quý các bác anh chị ạ. Ở đằng sau nhà thì còn một cái phần đất để có thể là chăn nuôi gà. Nhà này ba mặt tiền luôn, rất đẹp, giá cực rẻ, chỉ có 950 triệu thôi. Pháp lý sổ sách đều là sổ hồng riêng, sẵn sàng rồi. Quý cô bác anh chị mình quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ em Hưng ha. Mốc giới từ đây qua bên kia là 20m, từ bên này qua bên đây là 16.6m ạ. Trên đất thì có cây em trái và một số cây gỗ. Đây là vị trí nhà, còn đây là khu vực trung tâm hành chính của xã. Ở trong khu vực này thì có ủy ban, trường học, y tế, bưu điện, rồi công an. Nói chung đầy đủ hết quý các bác anh chị ạ. Một sản phẩm giá rẻ, tọa lạc tại Bình Dương. Đây là tuyến đường đất ha quý các bác anh chị. Trong giai đoạn 2 thì nhà nước sẽ đổ thành đường nhựa ở đây. Và tuyến đường này cũng đổ thành là tuyến đường rộng 6m. Trên đất thì có cây ăn trái như là cây dừa, cây mít, rồi một số cây gỗ. Đấy, bên cạnh là vườn mì. Quý cô bác anh chị mình quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ em Hưng ha. Giờ thì em Hưng sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để quay bên trong ngôi nhà để quý cô bác anh chị mình cùng tham khảo ạ. Nhà này thì cũng như bao nhà khác là có không gian phòng khách, rồi phòng ngủ, không gian phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ hết ạ. Nhà này thì cái nền á là được ốp gạch ha quý các anh chị. Bên cạnh đây thì ngôi nhà này vừa gia chủ vừa mới sửa để chuẩn bị cho thuê. Nhà của chúng ta thì chưa có trần lao phông, nếu quý các anh chị mình mua để ở thì có thể là bỏ thêm một số vốn để mà làm cái trần lao phông nữa cho mát mẻ hơn ha. Đây thì có một cái phòng ngủ rộng khoảng tầm là 12m2. Ở bên sau thì có không gian phòng bếp rồi nhà tắm, nhà vệ sinh.
cái tôn này á, thì nó cũng bị lủng khá nhiều lỗ, em cũng có chia sẻ với gia chủ rồi, thì gia chủ sẽ khắc phục lại hai quý các anh chị. Đấy, một ngôi nhà giá rẻ, ở đây là còn đồ nghề để sơn sửa lại nhà này. Nhà bên cạnh là đang cho thuê, quý các anh chị mình quan tâm á, thì liên hệ với em Hưng nha. Một ngôi nhà giá rẻ chỉ có 102 thôi, còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh nhấc điện thoại lên alo cho em Hưng liền nhé, để chúng ta cùng chốt nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo ạ.